Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của Thẩm mỹ Doctor D, thẩm mỹ dành cho người Việt. Và ngay trước mặt mình đây là một chị khách hàng đã làm dịch vụ tại Thẩm mỹ Doctor D và thăm khám lại hôm nay là sau 3 tháng. Em chào chị ạ. Chị có thể chia sẻ cho các chị em đang xem live được biết là mình đã sử dụng những dịch vụ gì ở bên Doctor D được không ạ? Ừ, chị lông ngực này, treo xa trễ một bên với thu nhỏ đầu ti. Và hôm nay là đã 3 tháng rồi và hiện tại chị thấy ngực của mình ra sao ạ? Chị thấy mềm mà đẹp và tự nhiên. Chị có thể chia sẻ với các chị em một chút được biết rằng là khi mà mình làm ngực ấy thì cái việc mà mình chăm sóc ở nhà nó có gây khó khăn gì cho chị không? Không em ạ. Mình có thể chia sẻ với các chị em được biết rằng là hành trình mà mình đi tìm đến thẩm mỹ Doctor D cũng như là đi tìm đến cái đẹp được không chị? Làm thế nào mà mình biết được bác sĩ Điền cũng như là ekip Doctor D ạ? À, bạn chị giới thiệu. À, bạn chị đã từng làm ở đây? Bạn chị làm ở đây rồi. À, bạn chị đã làm dịch vụ gì ạ? Bạn chị này lông ngực này, làm mũi này, làm cả cằm nữa. Và bạn chị có cảm thấy hài lòng với cả những thành quả mà bạn chị đã làm không chị? Có em ạ. À, những ngày đầu tiên là mình đi làm thẩm mỹ ấy, thì mình có vấn đề gì hay là có khó khăn gì không chị? Chị không. Không. Đến được các bạn này, thì là các bác sĩ tư vấn nhiệt tình nên là đầu tiên cũng sợ lắm ấy, xong rồi đến là mọi người tư vấn ấy, vâng xong rồi thấy là mọi người rất là nhiệt tình này, thế là quyết định đến là sàn đến khám, nó quyết định chờ làm luôn. Khi mà mình thực hiện một lần ba dịch vụ là cả nâng ngực này, treo xa trễ và có cả thu đầu ti nữa, thì sau khi mà mình làm xong thì mình có cảm thấy đau nhiều hay là sức khỏe của mình có ổn định không chị? Không, bạn chị thấy bình thường. Không đau. Nó chỉ đau một lúc thôi, cái lúc tôi còn trên phòng mổ xuống đau một chiều mấy thôi, còn hôm sau còn thấy bình thường. Dạ vâng ạ. Về cái hôm sau chị đi chơi luôn rồi, bác sĩ bảo kiêng, chị có kiêng đâu. Chị không kiêng luôn á. Và đến bây giờ thì là ngực của chị khách hàng đã rất là mềm mại, tự nhiên. Đây mình có thể xin phép cái hàng này chạm nhẹ vào ngực của chị nhá. Rất là mềm mại luôn các chị em ạ. Đó. Chị có cảm thấy bây giờ, hiện tại bây giờ mình có cảm thấy đau gì nữa không chị? Chị không em ạ. Không. Cuộc sống của mình từ khi mà mình làm đẹp xong, chị thấy thế nào? Tự tin hẳn lên. Chắc chắn rồi là sau khi mà mình làm đẹp xong thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà mình chưa làm thì sẽ kéo theo là mình cũng khá là mất tự tin. Quần áo mình cũng mặc không được thoải mái đúng không chị? Lúc ấy ngày xưa suốt ngày là mặc áo cáo cổ lâu ấy ra là tự tin rồi. Đấy, khách hàng còn rất là điệu đà, còn ni niềng cả răng nữa để xinh đẹp hoàn hảo nhất cơ thể. Vâng ạ, đó, và cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật của chị khách hàng. Và chúc chị khách hàng luôn luôn xinh đẹp, khỏe mạnh. Và cảm ơn chị khách hàng đã lựa chọn Doctor D là nơi gửi gắm niềm tin cũng như là gửi gắm sự lựa chọn của mình vào Doctor D ạ. Và mong rằng là nếu như mà khi mà mình có bất kỳ những nhu cầu làm đẹp thêm gì nữa thì mong rằng Doctor D vẫn sẽ là nơi đồng hành cùng chị nhé. Sắp tới đây mình có muốn làm thêm gì nữa không chị? Tại vì mình ngực của mình đã quá là đẹp rồi, mình có muốn làm thêm gì nữa? Chị đang muốn hút mỡ bụng à? Và thế là mình đã có được tư vấn chưa hả chị? Chị đã có tư vấn cho chị rồi đúng không ạ? Bây giờ mình phải về suy nghĩ thêm đúng không ạ? Vâng ạ. Và mong rằng là livestream tiếp theo khi mà mình livestream ở phòng hậu phẫu thì mong rằng là các chị em sẽ được gặp chị khách hàng ở một tâm thế là vừa hút mỡ xong và chia sẻ sức khỏe của chị khách hàng nhé các bạn nhé. Vâng ạ. Và không làm phiền chị khách hàng nữa. Chúng mình hẹn gặp lại nhau ở những livestream tiếp theo. Và tạm biệt chị khách hàng nha. Bye bye. Em là chị ạ.